Thưa quý vị, tối qua tại nhà ga hành khách quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng AHT tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Chương trình có sự tham dự của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Chương trình nhằm mang lại một mùa trung thu vô cùng vui vẻ, đầm ấm cho các em thiếu nhi, cũng như để lại kỷ niệm đáng nhớ đối với những du khách quốc tế xuất cảnh từ sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, các khách mời tham dự được thưởng thức các hoạt động vô cùng đặc sắc và hấp dẫn, mang đậm nét truyền thống của ngày Tết Trung Thu như múa lân, rước đèn lồng, hàng và việc, chương trình phá cổ Trung Thu. Dịp này, khoảng 20 em đến từ Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Đường phố Đà Nẵng đã được nhận những suất quà Trung Thu ý nghĩa. Những suất quà phần nào nhằm khích lệ động viên các em cố gắng kiên trì học tập tốt để có một tương lai tươi sáng. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Sở Du lịch thành phố, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng AHT và các hãng hàng không cũng tham gia phát quà Trung thu cho 1.000 hành khách trên các chuyến bay. Hầu hết các hành khách nhận quà đều rất phấn khởi và ấn tượng với sự thân thiện của thành phố Đà Nẵng. Tôi đã tham quan lưu trú tại thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày 3 đêm. Đêm nay trở về Hàn Quốc, tôi thật sự cảm thấy bất ngờ khi được thành phố tặng quà Trung Thu ngay tại sân bay. Thật sự rất thú vị, những món quà rất đẹp. Tôi cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục quay trở lại Đà Nẵng vào cuối năm này. Tôi và gia đình đã tham quan nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Thật sự thành phố không chỉ xinh đẹp mà con người cũng rất thân thiện, dễ mến. Tôi cũng cảm ơn thành phố đã tặng cho chúng tôi những món quà dễ thương. Ngoài ra, tại nhà ga hành khách quốc tế sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng diễn ra chương trình múa lân để chào đón hai chuyến bay đến từ Hàn Quốc.